Eva nổi giận tập 71. Chin Chơn vô cùng bất ngờ khi gặp Su Chơn sau khi nói chuyện với In Hun. Su Chơn bảo Hưng Minh và Chin Chơn hãy cưới nhau nhanh đi, để tránh làm phiền giáo sư In Hun của cô ta nữa. Hưng Minh nghe thế thì nói rằng, nếu cô đụng chạm đến Chin Chơn thì Hưng Minh sẽ bảo với cảnh sát để đưa cô vào tù. Su Chơn nhìn thấy In Hun thì bảo, hai người kia đổ oan cho cô. Nhưng In Hun bảo rằng, chính mắt anh ta đã nhìn thấy hết mọi việc nên Su Chơn không biết nói gì. Sau buổi tan chiều hôm đó, khi Bong Sun vừa bước ra khỏi cửa thì cả hai ông Lee Man Suk mà Kite đều đến để đón bà. Khi gặp hai người này, bà Bong Sun bỏ chạy vào phía trong tiệm. Nhưng cả hai người đàn ông kia cùng đuổi theo. Khi biết ông Lee Man Suk là chồng cũ của Bong Sun, ông Kite không ở lại nữa mà bảo bà Bong Sun sẽ nói chuyện sau. Còn ông Lee Man Suk thì ngồi lì ở đó, muốn gặp Sơn Ho. Cho đến khi bà Bong Sun phải về nhà thì ông ta mới chịu bỏ đi. Sau cuộc gặp không mong muốn với Su Chơn và In Hun, Hưng Minh muốn an ủi Chin Chơn và cũng để thư giãn. Anh ta đưa Chin Chơn đến một nơi thật lãng mạn, đã đặt trước để làm nơi cầu hôn. Mọi thứ xảy ra trước sự ngỡ ngàng và xúc động của Chin Chơn. Anh ta luôn muốn làm cho Chin Chơn vui và luôn cười. Chin Chơn cảm thấy như niềm hạnh phúc đang trở lại. Hưng Minh muốn cưới Chin Chơn vì sau đó anh ta sẽ có thêm Hana. Chin Chơn thì đã đồng ý, nhưng cô ta còn phải được sự đồng ý của Hana. Nếu Hana không cho phép thì cô khó có thể kết hôn. Vì dạo này Hana có vẻ rất nhớ In Hun, muốn In Hun về sống với cả hai mẹ con. Kang Sun rất vui mừng cho bạn vì được nhận lời cầu hôn từ Hưng Minh. Ít ra thì bạn của mình cũng sẽ là người hạnh phúc. Nhưng Kang Sun không quên nhắc Chin Chơn phải nói chuyện với Hana khi hết hôn. Su Chơn quay lại nhà In Hun gõ cửa, nhưng In Hun thì lại ngồi uống rượu bên trong. Anh ta không mở cửa cho Su Chơn vào, đứng ở ngoài. Su Chơn gọi quá lớn tiếng, làm mọi người xung quanh không ngủ được nên mắng chửi. Cô đành chịu, không biết làm thế nào, gọi điện cho In Hun thì anh ta ném luôn chiếc điện thoại. Sáng hôm sau, bà Bong đi làm thì thấy đồ đạc ngổn ngang trong tiệm, bà nghĩ là có trộm. Khi ông Lee Man Suk bước vào thì bà đổ ngay cho ông ta, rồi cùng bà bảo vệ bắt lại. Tiệm Ki Chơn cũng bị trộm, nhưng tên trộm trọng tiệm anh ta là thật rồi ra sức bắt giữ, kéo ra ngoài. Mọi người đến xem đông đủ. Ông Lee Man Suk bị bà Bong Sun kéo đi. Đúng lúc đó, Sơn Ho gọi mẹ, làm ông Lee nhận ra đó là con trai của mình, và người bên cạnh chính là con dâu. Ông ta rất vui mừng khi biết được điều đó. Chin Chơn được mọi người hết sức khen ngợi, vì công ty đã ký kết được hợp đồng mới với số lượng lớn. Tuy vậy cô phải làm việc chăm chỉ và mệt nhọc hơn. Nghe được điều này, Ưng Chơn cảm thấy rất ghen tị và tức giận. Nhân lúc Hưng Minh rủ Chin Chơn đi ăn, thì Ưng Chơn bước vào phòng làm việc của Chin Chơn với âm mưu đen tối. Liệu cô ta sẽ làm gì khi thấy máy tính xách tay của Chin Chơn chưa tắt? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước, sau khi vứt điện thoại đi vì nghe thấy cái lên Lee Man Suk, đúng lúc đó, Sơn Ho bước ra. Bà không muốn con trai nghi ngờ nên trả lời ông ta. Sau đó đến điểm hẹn, người đàn ông đó là bố của Lee Sơn Ho. Ông ta vừa ở Mỹ mới về, miệng thì lốp ba lốp bốp, có vẻ như rất giàu có. Nhưng khi bà Bong Sun dắt ông ta vào tiệm thì mới thấy áo rách dưới, lổm cha lổm chổm, giày thì hở miệng. Không biết ông ta giàu kiểu gì, bà Bong Sun cảm thấy rất mệt mỏi và đau lòng. Vì bà sắp đám cưới mà giờ chồng cũ quay về, bỗng xuất hiện đột ngột, bà biết phải làm sao đây. Ông Lee Man Suk thì luôn miệng bảo muốn gặp con trai, nhưng bà Bong Sun bảo là bà đã mang nó vào cô nhi viện rồi. Ông muốn biết cô nhi viện nào để đến tìm, nhưng bà Bong chối từ, vì bà rất ghét người đàn ông đã phản bội bà cách đây 30 năm về trước. Hưng Minh gọi In Hun đến để nói chuyện về vụ tai nạn của Chin Chơn. In Hun rất bất ngờ vì sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Đó là một âm mưu giết người chứ không phải là tai nạn. Anh ta tỏ ra kinh tởm Su Chơn, nếu Chin Chơn chết đi, thì cuộc đời anh ta đã đi vào ngõ cụt. In Hun hùng hục bỏ về nhà, anh ta hỏi Su Chơn sự việc, thì Su Chơn tức giận xác nhận toàn bộ là do cô ta làm, cũng vì cô ta yêu In Hun. Nhưng In Hun thì không, anh ta phát điên lên và không như những lần khác, là anh ta tự tìm túi xách lấy áo quần bỏ đi, mà lần này, In Hun đi lấy vali cho Su Chơn, rồi tống tất cả áo quần cô ta vào đấy. Sau đó tống ra khỏi nhà, mặc dù Su Chơn đã kêu gào, van xin thảm thiết.
Ông Lee Man-suk, sau khi không được bà Bong Sun tiếp nhận, thì sáng nay ông ta rảo bước vòng quanh khu cửa hàng nơi Bong Sun làm, để tìm hiểu xem hàng xóm bà ta như thế nào, rồi hỏi dò luôn cuộc sống của bà ta. Mọi người nhìn người đàn ông rách rưới này thì vô cùng tò mò, vì không biết ông ta là ai, từ đâu đến. Ông ta quay lại tiệm Bong Sun, nhưng do có ông Kite ở đó, nên khi nghe giọng ông Lee Man-suk từ xa, bà Bong Sun đã vội chạy ra để đuổi ông ta đi, tránh cuộc chạm trán giữa hai người đàn ông của đời bà. In Hun đến báo cho Chin Chun biết là mình đã đá Su Chun ra khỏi nhà, và muốn Chin Chun quay lại. Anh ta bảo là chẳng còn cảm giác gì với Su Chun nữa. Su Chun ở gần đó nghe được, cô ta cảm thấy đau lòng cho anh chồng sắp cưới của mình, rồi kéo vali đến chặn ngang đường của Chin Chun. Đúng lúc Hưng Minh cũng có mặt ở đó, liệu Su Chun sẽ làm gì Chin Chun? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước, tức giận Su Chun, Kang Sun đến nhà đánh Su Chun và mắng cho cô ta một trận. Biết được chuyện này, In Hun tỏ ra rất ghét Su Chun. Anh ta mắng và đuổi Su Chun ra khỏi nhà trước sự chứng kiến của Kang Sun. Kang Sun bảo Su Chun nếu không đến xin lỗi Chin Chun thì chính Kang Sun sẽ đi báo công an. Liệu Su Chun có sợ hãi mà nghe theo lời của Kang Sun không? Hưng Minh mời mọi người đi ăn trưa để giải tỏa mọi nghi ngờ trong phòng cho Chin Chun. Một người trong phòng Chin Chun sau buổi trưa vô tình nhìn thấy cuộc nói chuyện của Ưng Chun và người tổ trưởng bảo vệ kia. Ưng Chun đưa tiền cho anh ta. Hưng Minh liên tục làm việc với nhóm bảo vệ để điều tra, làm Ưng Chun đứng ngồi không yên. Và bảo vệ tòa nhà chứng kiến vụ tai nạn của Chin Chun hôm qua bèn nói cho mọi người trong tiệm bà Bong Sun biết. Bà Hong nghe thấy thì rất đau lòng và đến hỏi Kang Sun. Sau đó cùng Kang Sun đến nhà Su Chun để mắng chửi. Bà ta phát điên vì những lời mà Su Chun nói ra. Cô ta bảo bà không phải là mẹ ruột còn Chin Chun ít ra cũng là chị của con bà. Bà Hong không ngờ Su Chun lại nói ra những lời này. Công sức bà nuôi dạy, chăm sóc cô từ tấm bé, nay đã đổ xuống sông xuống biển. Bà nói Su Chun là từ nay không gặp nhau nữa, chúng ta xem như kết thúc từ đây. Hưng Minh gọi người tổ trưởng bảo vệ lên hỏi lại một lần nữa cho rõ, thì người này xác nhận là camera đã bị hỏng. Nhưng sau khi người trong phòng Chin Chun đi vào và hỏi rằng, có phải anh ta nói với anh là camera đã bị hỏng, mặc dù hỏi có việc gì không nhưng người thanh niên kia không nói ra. Câu nói này làm Hưng Minh tỏ ra nghi ngờ. Buồn vì mâu thuẫn xảy ra giữa em gái và Chin Chun, nên Chun Mi không thèm nhận lấy món quà mà Chin Chun tặng cho con cô. Mặc dù Kang Sun ngồi đó hết sức khuyên giải. Ông Kite đưa bà Bong Sun đi mua trang sức. Chỉ có chiếc nhẫn kỳ cương thì vừa tay, còn sợi dây chuyền thì quá ngắn do cổ của bà quá to, đến sợi đeo tay cũng thế, làm ai cũng mắc cười. Sau đó ông Kite mở màn cầu hôn rất lãng mạn với bà Bong Sun ngay trong tiệm trang sức, làm bà Bong Sun hết sức cảm động mà đồng ý ngay. Về nhà bà vội vàng khoe chiếc nhẫn với con trai và on dâu, nhưng Sơn Ho thì không thích điều này, anh ta không muốn xa mẹ hay không muốn mẹ phải đi thêm bước nữa. Nhưng Trân Mi đã hết sức khuyên bảo làm anh ta thay đổi, chấp nhận điều này vì hạnh phúc của mẹ. Bun Sun vào phòng Ki Chun để xin ngủ nhờ, vì ngoài kia quá lạnh, nhưng Ki Chun không đồng ý, anh ta đuổi cô ta ra ngay, và chỉ để bé Rong ở lại. Cô ta nghĩ càng ngày càng lấn tới một chút chắc lấy lòng được Ki Chun, nhưng cô ta đa sai. Bà Bong Sun đêm nay nhận được một cuộc điện thoại lạ từ một người đàn ông. Bà ta tỏ ra rất hoảng loạn khi nghe tên người đàn ông này. Vậy người đàn ông đó là ai? Từ đâu đến? Có liên quan gì đến bà? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước, Chin Chun xin nghỉ việc mà Hưng Minh không đồng ý. Anh ta xe tờ đơn xin việc của Chin Chun ngay trước mặt Ưng Chun. Khi cô ta vừa bước vào, ít ra Ưng Chun cũng nghĩ rằng vì mình mà Chin Chun cũng chịu nghỉ việc, để cô ta không còn trách gì Chin Chun nữa. Nghi ngờ Ưng Chun ngày càng lớn, Hưng Minh gọi điện cho đội trưởng đội bảo vệ tòa nhà D biết về đoạn video an ninh quay lại khi Chin Chun đẩy Ưng Chun té xuống. Nhưng Ưng Chun đã kịp thời thương lượng với anh chàng đội trưởng này, làm Hưng Minh khi kiểm tra thì anh ta bảo là camera bị hỏng. Điều này làm Hưng Minh vô cùng thất vọng. Kang Sun khuyên Chin Chun nên cưới Hưng Minh càng sớm càng tốt. Như thế thì In Hun và những người khác như Ưng Chun sẽ không thể nào làm phiền cô được. Tối hôm đó, sau khi thương lượng với Su Chun xong,
tên xã hội đen tiến hành kế hoạch. Hắn dùng mô tô lao thẳng vào Chin Chơn khi cô đang đi bộ, nhưng thật may mắn cho Chin Chơn là Hưng Minh vô tình thấy được khi đi ngang qua đó. Hưng Minh dùng ô tô ngăn lại làm tên giang hồ té xuống bị thương. Cũng vì hắn đã yếu nên Hưng Minh tóm gọn được hắn. Trong lúc vật lộn vô tình tấm hình Chin Chơn bị văng ra khỏi túi của hắn, làm hắn không chối được đó là một vụ tai nạn, mà là một âm mưu. Trong khi tra khảo tên giang hồ, Chin Chơn đã quay phi lại hết, Cân Sun cũng kịp thời đến đó. Hắn khai là một người với tên khác là Choi Minh Sung, nhưng khi nhìn tấm hình hắn đưa thì mọi người nhận ra ngay đó là Su Chơn, và rất hoảng hốt. Trong lúc đó, Su Chơn ở nhà đang rất sốt ruột để nghe báo cáo kết quả, nhưng kết quả là Hưng Minh gọi điện cho cô với số điện thoại mà tên giang hồ kia cung cấp. Mọi chuyện đã bại lộ, Su Chơn sẽ ứng phó thế nào đây? Cân Sun lúc nào cũng rơm rớm nước mắt khi Ki Chơn đi ra ngoài, với đứa bé bồng trên tay. Điều này làm cô ta hết đờ sức đau lòng, nhưng Cân Sun không thể nào chấp nhận Ki Chơn được nữa. Cân Sun đến gặp Su Chơn tại nhà, vừa bước vào Cân Sun dùng túi xách đánh thật mạnh vào người Su Chơn, làm Su Chơn giật mình. Cân Sun tuyên bố cho Su Chơn biết rằng, nếu cô không từ bỏ ý định này thì Chin Chơn sẽ báo cảnh sát và sẽ cho cô vào tù, bất cứ lúc nào. Nghe được điều này, In Hun vô cùng sửng sốt, không ngờ Su Chơn càng ngày càng thậm tệ như vậy. Cô ta có thể giết người để đạt được điều mình mong muốn. In Hun tức tối đuổi Su Chơn ra khỏi nhà trước mặt của Cân Sun. Lúc này Cân Sun mới nhìn thấy rõ hơn con người của In Hun. Rồi sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Su Chơn sẽ đi đâu? Và cô ta sẽ có những âm mưu gì tiếp theo không? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước,